Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2021, được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như nhấn ngay vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới chúng tôi tiện cung cấp tới quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Thị trường vàng thế giới ở thời điểm hiện tại phục hồi nhẹ trở lại sau khi đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm ngày hôm qua. Ở thời điểm này, tăng 6,62 đô la Mỹ tương ứng mức tăng là 0,37%. Lúc này giao dịch ở ngưỡng 1.795,17 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày, mức thấp nhất là 1.787,95 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.795,96 đô la Mỹ trên một ounce. Vào lúc này, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu tăng và tăng nhẹ 0,054 điểm, tương ứng mức tăng là 0,06%. Lúc này giao dịch ở ngưỡng 96,542 điểm. Bên cạnh đó thì đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại quay đầu giảm 462,35 đô la Mỹ trên một Bitcoin, tương ứng mức giảm là 0,80%. Vào thời điểm này, giao dịch ở ngưỡng 57.117,64 đô la Mỹ. Tiếp đến là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Ở thời điểm này, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm, giảm 100.000 đồng trên một cây tại cả hai chiều mua vào và bán ra đối với SJC tại hai thành phố lớn. Cụ thể như sau, với SJC Hà Nội niêm yết ở ngưỡng 59.150.000 ở chiều mua vào, bán ra là 59.970.000. SJC Hồ Chí Minh mua vào 59.150.000, bán ra 59.950.000. Tiếp đến là giá vàng ở một số tổ chức lớn. Phú Quý SJC mua vào 59.100.000, bán ra 59.900.000. Mỹ Hồng SJC mua vào 59 triệu, bán ra 59.700.000, giảm 150.000 đồng trên một cây ở chiều mua và 50.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 58.700.000, bán ra 59.900.000. Tiếp đến là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Nhân Phú Quý 24K mua vào 51.900.000, bán ra 52.600.000. Nhân SJC 24K mua vào 51.800.000, bán ra 52.500.000. Giảm 50.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và chiều bán. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 51 triệu, bán ra 51.800.000, tăng 200.000 đồng trên một cây ở chiều mua. Không có biến động tại chiều bán. Tiếp đến là một số loại vàng như là vàng 10K, 14K, 18K và 24K. Ở thời điểm này thì các loại vàng này quay đầu giảm nhẹ nha quý vị và các bạn, giảm nhẹ trong khoảng từ 20 cho đến 50.000 đồng trên một cây. Cụ thể với SJC 10K Hồ Chí Minh mua vào 19.920.000, bán ra 21.920.000. SJC 14K mua vào 28.586.000, bán ra 30.586.000, giảm 29.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC 18K Hồ Chí Minh mua vào 37.304.000, bán ra 39.304.000, giảm 37.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Nhân SJC 24K loại 0,5 chỉ Hồ Chí Minh mua vào 51.800.000, bán ra 52.600.000, giảm 50.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và chiều bán. Nhân SJC 24K loại 1 chỉ cho đến 5 chỉ mua vào 51.800.000, bán ra 52.500.000, giảm 50.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay, để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Tiếp đến là một số phân tích cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới ở thời điểm hiện tại. Trên thị trường vàng thế giới, làn sóng bán tháo hộ tống vàng về mức 1.761 đô la Mỹ trên một ounce. Và điều này có thể xảy ra hay không? Trong một bình luận được gửi qua email cho Kitco News, ông Olia Sen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saso cho biết rằng rất khó để biết khi nào áp lực bán này mới kết thúc. Ông chỉ ra rằng các quỹ đầu cơ và các nhà quản lý tiền tệ đã đặt cược đầu cơ tăng giá của họ trong 2 tuần. Sau dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ cho thấy mức tăng hàng năm là 6,2%, lớn nhất trong vòng 31 năm. Theo quan điểm của vị chuyên gia này thì sẽ chẳng có ích gì khi mà tìm kiếm các mức giá mới khi sự thanh lý dài hạn của đầu cơ diễn ra ồ ạt. Từ góc độ kỹ thuật, tôi sẽ lo lắng hơn một chút nếu giá vàng phá vỡ dưới ngưỡng 1.781 đô la Mỹ trên một ounce. Theo Ruman Utunuga, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại FXTM cũng dự báo giá vàng sẽ giảm. Và phe gấu một lần nữa lại ở trên cái ghế của người điều khiển thị trường. Nhìn vào bức tranh kỹ thuật chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đau lòng.
Khi mà nhìn thấy vàng giảm từ mức cao nhất 5 tháng xuống các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, nếu phe gấu vượt qua vùng hỗ trợ quan trọng này và đảm bảo mức đóng cửa hàng tuần vững chắc dưới 1.770 đô la Mỹ, tình hình có thể báo hiệu sự suy giảm tiếp theo trong ngắn hạn và trung hạn của giá vàng, theo ông Ruman Utunuga dự báo. Trong khi đó, thì hoạt động kinh tế tại Mỹ vẫn khá tích cực, hoạt động sản xuất đang ở mức tốt nhất trong 2 tháng. Theo IHS Markit vừa công bố báo cáo, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 11 đã tăng lên mức 59,1 điểm, tăng lên từ mức 58,4 điểm của tháng 10. Báo cáo lưu ý rằng áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, chi phí đầu vào trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều ở một mức cao mới, yếu tố tích cực đối với thị trường vàng. Vàng vẫn thường được coi là một công cụ phòng trừ lạm phát và các bất ổn khác. Bởi vậy, Ruth Norman, một nhà phân tích độc lập cho rằng hiện tại còn quá sớm để bỏ vàng khỏi danh mục đầu tư. Lạm phát vẫn đang tăng tốc và việc tái áp đặt các hạn chế do ảnh hưởng của COVID-19 ở các nước châu Âu một lần nữa có thể hỗ trợ cho kim loại quý. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 59 triệu 200 nghìn, bán ra 60 triệu, giảm 50 nghìn đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. SJC Hà Nội mua vào 59 triệu 200 nghìn, bán ra 60 triệu 020 nghìn, giảm 50 nghìn đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 59 triệu, bán ra 59 triệu 900 nghìn. Doji Hà Nội mua vào 58 triệu 900 nghìn, bán ra 59 triệu 800 nghìn, giảm 100 nghìn đồng trên một cây tại chiều mua vào, chiều bán ra không có điều chỉnh. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 59 triệu, bán ra 59 triệu 800 nghìn, giảm 200 nghìn đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Pinji Hà Nội mua vào 59 triệu 100 nghìn, bán ra 59 triệu 900 nghìn, giảm 100 nghìn đồng trên một cây ở chiều bán ra, chiều mua vào không có điều chỉnh nào. Phú Quý SJC mua vào 59 triệu 100 nghìn, bán ra 59 triệu 900 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 59 triệu 070 nghìn, bán ra 59 triệu 740 nghìn. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 59 triệu 350 nghìn, bán ra 59 triệu 850 nghìn, tăng 50 nghìn đồng trên một cây ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng trên một cây tại chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 59 triệu 200 nghìn, bán ra 59 triệu 800 nghìn, giảm 100 nghìn đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu giảm trong khoảng từ 41 cho đến 100 nghìn đồng trên một cây. Cụ thể, với nhẫn bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51 triệu 750 nghìn, bán ra 52 triệu 450 nghìn. 100 nghìn đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Vàng bù số 9 mua vào 51 triệu 450 nghìn, bán ra 52 triệu 150 nghìn, giảm 100 nghìn đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 50 triệu 534 nghìn, bán ra 51 triệu 634 nghìn, giảm 99 nghìn đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 37 triệu 266 nghìn, bán ra 39 triệu 266 nghìn, giảm 75 nghìn đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 28 triệu 556 nghìn, bán ra 30 triệu 556 nghìn, giảm 59 nghìn đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.